Ngày 28 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Phượng tổ chức Đại hội đại biểu khóa 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã hiệp thương bầu 40 vị vào Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Phượng đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. 100% khu dân cư triển khai và thực hiện đầy đủ 5 nội dung, 8 mục tiêu của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 100 hộ dân tự nguyện hiến trên 43.000 m2 đất và tài sản trên đất, đóng góp trên 6 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng, đóng góp trên 3 tỷ đồng xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. 91,81% nhân dân được lấy ý kiến hài lòng với kết quả xây dựng xã Kim Phượng đạt nông thôn mới nâng cao. Với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Phượng đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới. Tiếp đó, Đại hội đã hiệp thương cử 40 ông bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Mơ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Phượng khóa 2. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thực hiện công tác thi đua khen thưởng và chia tay các vị không tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ mới.